Côn Luân Ba Chủ tập 166 Lần này tới nguyên thủy ma quật Lâm Thường Long không định tranh giành với người khác Hắn chỉ đến vì chìa khóa thông thiên Chỉ cần mình hắn là đủ Huống Tàng Nguyệt đi theo Là gây thêm phiền phức cho hắn Huống Tàng Nguyệt cười hì hì rồi nói Người với ta là huynh đệ mấy chục năm rồi Đừng nói mấy câu tổn thương tình cảm như vậy Lần này nguyên thủy ma quật xuất thế Thậm chí còn có các cường giả của cảnh giới thiên địa thông huyền nhúng tay vào, ta lo cho ngươi nên mới đi theo thôi. Lâm Thường Đông nhìn chằm chằm vào hướng tàng huyệt, vẻ mặt không chút biểu cảm nào. Răng vẻ như muốn nói, ta tìm người mới là lạ đó. Xưa này thần tướng thiên môn vốn không có tình huynh đệ, bọn họ cũng không coi là sư huynh đệ ruột thịt. Người khác không hiểu chuyện trong thiên môn, thực ra trong thiên môn luôn có cạnh tranh, kiếm ý tàn ác đệ tử đừng lựa chọn gia nhập thiền môn, giai đoạn trước sẽ được thống nhất truyền thụ một loại công pháp, sau đó đợi tới lúc tu luyện thành công thì tỉ thí chém giết, kẻ thắng mới có tư cách đi vào bí cảnh tu luyện, thực hiện nhiệm vụ. Hơn nữa, khi thực hiện nhiệm vụ cũng không cấm chém giết. Sau khi nhận phần thưởng nhiệm vụ, có thể đổi thành các loại công pháp, sau đó lại vào trong bí cảnh tiếp tục chém giết. Đừng nhìn như vậy, còn chưa đủ để trở thành thiên môn cửu đại thần tướng. Thiên môn cửu đại thần tướng chỉ có 9 vị, cũng có thể nói là 9 người mạnh nhất, cho nên người phải cam đoan bản thân là một trong 9 người mạnh mẽ nhất của thiên môn, người mới có thể trở thành cửu đại thần tướng. Đây cũng là lý do vì sao các võ giả thiên môn tùy xuất thân cùng một môn phái, nhưng công pháp lại bắt đồng, hơn nữa sức chiến đấu đều cực kỳ kinh khủng. Bọn họ phải trải qua khảo nghiệm chém giết không ít hơn võ giả ở thế giới bên ngoài, thậm chí còn thảm khốc hơn nữa. Huống Tàng Nguyệt nhau mắt mà nói, đừng có nhìn ta như vậy, tôi được rồi, ta chỉ muốn gặp người quen mà thôi. Cái tên tiểu tử sở hữu kia còn sống, ta cũng rất bất ngờ đấy. Mà này, lão lầm nhà người đúng là thở ơ, người biết rõ ân oán giữa ta và hắn, mà lần trước còn hợp tác với hắn để đi lấy chìa khóa thông thiên à. Lâm Thường Long hừ lạnh một tiếng rồi nói, đó là ân oán giữa người và hắn, chứ không phải ân oán giữa ta và hắn. Nếu vì chuyện này mà làm lỡ nhiệm vụ của môn chủ, người được không buồn nổi mắt đâu. Huống tàng nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng gây chuyện nữa. Tên sở hưu kia đã khắc hẳn ngày trước rồi. Nếu ngươi nhất quyết tới gây sự với hắn, kẻ chịu thiệt chính là ngươi đó thôi. Ngày thường thì ngươi có nổi điên, ta cũng không quan tâm. Nhưng chuyện này liên quan tới nhiệm vụ mà môn chủ giao phó. Nếu ngươi còn dám nổi điên, ta sẽ không tha cho người đâu. Uống Tà Nguyệt cười hì hì nói, Này lão lầm, đừng kích động như vậy chứ, ta chỉ hiếu kỳ mà thôi, mới có bao lâu nào, rốt cuộc tên sở hữu kia phát triển tới mức nào. Hơn nữa, ta cũng thấy nghỉ hoặc đấy, rốt cuộc chìa khóa thông thiên trong huyện hư lục cảnh biến đâu mất rồi. Trước đó ta còn hoài nghi, chìa khóa thông thiên bị hủy diệt khi trận pháp vỡ vụn, nhưng sau đó ta kiểm tra điển tịch của thiên bồn, chìa khóa thông thiên là bảo vật phá giới, vốn không thể xét theo lẽ thường bản thể của chìa khóa thông thiên có thể bị phá hủy nhưng lực lượng của nó vĩnh viễn tồn tại trên thế gian tùy ý gắn vào một vật là sử dụng được Là hòa thượng của tu bồ đề thiền viện đã chết mà chìa khóa thông thiên còn sống người nói xem lẽ nào chìa khóa thông thiên đang trên tay sở hưu kia chìa khóa thông thiên đang nằm trong tay sở hưu thật ra huống tàng nguyệt chỉ đoán bừa mà thôi hắn chỉ tìm một cái cớ để thuyết phục đầm thường long nhưng nghe huống tàng nguyệt nói như vậy Lâm Thường Long chỉ nghi hoặc, nhìn hắn một cái rồi không nói gì thêm. Nếu chỉ qua thông thiên lúc trước ở trên tay sở hưu, vậy lấy nó về cũng là một công lớn. Đúng lúc này, dư âm giả tiểu nam giao chiến với đám người hư tử cũng lan tới, bị hai người chứng kiến. Cảm nhận được lực lượng cường đại từ giả thiểu nam, lâm thường Long vào huống tàng nguyệt cũng hơi biến sắc. Nửa ngày sau huống tàng nguyệt mới lầm bầm nói, Này lão lâm, người nói xem, đều thực được giả thiểu nam đã bắt kịp môn chủ chưa? Lâm Thường Long hừ lạnh một tiếng rồi đáp, nói linh tinh cái gì thế? Bây giờ độc cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ đã rời đi rồi, có ai là đối thủ của môn chủ chứ? Giả thiếu nam có mạnh hơn nữa cũng không thể sánh bằng môn chủ đâu, hắn cũng không xứng sánh vài với môn chủ. Huống tà nguyệt im miệng không nói gì. Giờ này hắn chưa từng nghi ngờ thực lực của môn chủ, nhưng trên giang hồ không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn thôi. Huống tà nguyệt muốn nói ra tên của người kia nhưng lại không mở miệng bọn họ là thiên môn cửu đại thần tướng đều cực kỳ trung thành với thiên môn không trung thành cũng không thể trở thành thần tướng của thiên môn nhưng vấn đề là thái độ của lâm thường long với môn chủ thiên môn vô quần vô thần đã không chỉ là trung thành thậm chí đã lên tới mức sùng bái coi đối phương như thần linh nếu mình nói tên của người kia ra e rằng lâm thương long sẽ trở mặt tại chỗ lâm thương long không nhiều lời trước mắt bên kia đã giao chiến có trời mới biết rốt cuộc bọn họ phát hiện thứ gì liệu ở đó có chìa khóa thông thiên hay không, mà nó không thể chậm hơn người ta được. Lúc này, nơi dạ tiểu nam đang giao thủ với đám người, đã biến thành một đầm lầy mênh mông như biển sâu, chỉ có dòng sông cầm chịu ảnh hưởng bởi quy tắc kỳ dị nào đó đã khép lại, không có dòng nước chảy xuống. Thế nhưng bên dưới đã bị nước phủ kín, chỉ có một số chỗ địa hình tương đối cao mới nhô lên khỏi mặt nước. Lúc này không chỉ bọn hư tử đang vây công giả thiểu nam, năm người minh ma như đồng hoàng thái nhất cũng đang chống lại đám người chính đạo vây công hơn nữa không chỉ người trong chính đạo những võ giả tán tu sẽ hướng khác với sở hưu cũng muốn vượt qua phong tỏa của bãi nguyệt giáo cướp đồ ở bên trong thế cảnh này sở hữu bỗng thấy an ủi hơn nhiều trước đó y còn tưởng uy thế của bản thân không đủ cho nên mấy lão già hàn thu hồng với tư đồ khí dám to gan tới khiêu khích mình nhưng bây giờ nhìn lại nguyên nhân không phải tại y ai cũng có lòng tham, đứng trước lợi ích và tham lam, sợ hãi hay thậm chí tử vong cũng có thể bị lãng quên. Lúc này, mọi người nhìn về sau lưng đám người đông hoàng thái nhất, muốn xem xem rốt cuộc bọn họ đang bảo vệ thứ gì. Sau lưng đám người đông hoàng thái nhất là một cái đài cao, nói chính xác hơn là một ngọn núi cao, nhưng ngọn núi đã bị nhấn chìm, chỉ còn một đài cao lộ ra khỏi mặt nước. Vô số xiềng xích mà vằn quấn đền đài cao đó cũng như cái đầm lầy mà sở hữu từng thấy. Những xiềng xích ma văn này đều do tiên địa tạo ra, nhưng số lượng lại nhiều hơn đầm lầy gấp trăm vạn lần. Số xiềng xích này ma văn rậm rạp trăng chịt, luồng ma khí hội tụ tức cực hạn hết sức kinh khủng. Vị trí lòng mạch hội tụ. Ngụy Thư Nhai đột nhiên thốt lên một câu. Sở hữu sững sốt nói, Này ngụy Lão, ngài còn tinh thông phong thủy sao? Ngụy Thư Nhai lắc đầu nói, Đương nhiên ta không biết phong thủy rồi, nhưng địa thế của nơi này giống với miêu tả về địa thế của thánh giáo năm xưa, được ghi chép trong điển tịch đấy. Tuy nơi này là long mạch, nhưng không phải long mạch hoàng triều, mà là long mạch ma long ẩn chứa ma khí âm tả tới cực điểm. Đỉnh thánh giáo là nơi long mạch hội tụ, cho nên ngừng tụ ra vô văn, vô căn thánh hỏa, có thể rèn luyện chân thần. Long mạch ma long trong nguyên thủy ma quật có uy thế còn lớn hơn, rốt cuộc nó ngừng tụ ra cái gì đây? Mọi người nhìn về đỉnh long mạch, có lẽ thứ đám người giả thiểu nam đang tranh đoạt nằm ở đây chỉ có điều thứ được ngưng tụ trên đỉnh long mạch rất kỳ quái hầu hết mọi người ở đây không nhận ra đó là cái gì một trong số đó là một thành đào đá nói chính xác hơn là một tảng đá hình đao từ trong đó tỏa ra ma khí kinh nhân một cái lại là hòn đá bất quy tắc màu đen lơ lửng trên không trung bên trên trải rộng pha văn màu đen chứng kiến hòn đá màu đen này con mắt của sở hưu lập tức nghèo lại y đã nhận ra hòn đá màu đen này giống chìa khóa thông thiên như đúc. Đương nhiên, nói là giống nhau, nhưng cũng không có chính xác. Hoa văn trên hòn đá màu đen là hoa văn đen nhánh, nhưng cũng chỉ khác biệt một chút. Hai món đồ kỳ quái này không khiến nhiều người chú ý. Có thể nói, mọi người đang tập trung quan sát thứ cuối cùng. Cuối cùng là một viên tinh thạch kỳ dị, bên ngoài óng ánh trong suốt, vô cùng mượt mà, tựa như một con mắt. Khoảnh khắc mọi người chứng kiến viền mà tính kia, vậy thì ai nấy đều ngây ngốc, tựa như hãm sâu vào trong đó. Tất cả mọi người trong ma đạo đều nhận ra thứ này, hay nói chính xác hơn là tất cả cao thủ ma đạo đều từng nghe nói về nó. Thứ này tên là thiên thiên ma trùng, nghe nói là một con mắt của vạn ma thủy tổ, bên trong ẩn chứa lực lượng ma đạo bản nguyên cực kỳ cường đại. Khi sơn đầu cô Duy Ngã có một viên, nếu trong gồn gần bà giáo có ai đập được đại công, sẽ có tư cách tu luyện một ngày trước ma trùng ấy. Có thể nói thứ này mới thật sự là trí bảo của ma đạo. Cho dù đứng bên cạnh tu luyện một ngày thôi, cũng được lợi cực lớn, chứ đừng nói tới chuyện nốt vào rồi luyện hóa. Tuy mọi người cũng không biết vì sao đầu cô duy ngã không luyện hóa thứ này. Nhưng viên tiền thiền ma chủng này lại rất là kỳ quái, vì thể tích của nó quá nhỏ, chỉ lớn cỡ ngón cái. Nghe nói ma trùng của đầu cô duy ngã lớn chừng bàn tay cơ. Nhưng những thứ này đều được đông đảo ma văn bao bọc, nhưng bà văn trời sinh kia đã ngưng tụ thành trận thế, chủ động bảo hộ ba món bảo vật kia, không thể lực lượng giao thủ bên ngoài hủy hoại. Sở hữu vuốt cầm, có vẻ y đã đoán ra tình hình nơi đây. Đây đúng là một kho báu, có thể ngưng tụ vô số trí bảo ma đạo, kể cả viên tiền thiền ma châu ngưng tụ trong đầm lầy, thực ra cũng là một loại ma trùng, chẳng qua sức mạnh không cường đại như thiền thiền ma trùng này thôi. Độc cô Duy Ngã đã từng tới nơi đây, cho nên lúc trước tất cả đồ tốt đều bị độc cô duy ngã lấy đi. Nhưng độc cô duy ngã vẫn khá cẩn thận, không nhổ cỏ tận gốc mà để lại long mạch ma long. Năm trăm năm sau, mà khi ngưng tụ lại tạo thành một ma chủng mới, có điều nó nhỏ hơn cái trước rất nhiều. Nhưng tảng đá hình đao và chìa khóa thông thiên lại không có gì khác biệt. Thế này là sao? Vì lần trước đầu cô duy ngã không lấy nó đi, hay nó vừa xuất hiện trong năm trăm năm qua. Đúng lúc này, lục giang hà đột nhiên truyền âm với sở hưu tiểu tử sở hưu lát nữa nếu có cơ hội tranh đoạt cướp được ma trùng là tốt nhất nếu không lên được ma trùng thì đi cướp thành đào đá kia sẽ có bất ngờ bên trong đấy sở hưu sừng sốt bất ngờ à có gì bất ngờ chứ lục giang hà cười hà hà rồi nói ta dám cảm đoàn trên giang hồ bây giờ ngoài ta ra thì không ai biết cả người từng nghe nói năm xưa giáo chủ mang thanh tiểu lâu nhất giả thính xuân vũ từ trong nguyên thủy ma quật ra nhưng các người không nghĩ xem nếu là lưỡi đao do trời đất sinh thành sao nó lại tinh xảo như vậy bên trên còn có câu thơ. Lùng giáo chủ mang thính xuân vũ từ trong nguyên thủy ma quật ra thật ra nó chỉ là một thanh đao đá như vậy mà thôi. Sau khi trở lại thánh giáo giáo chủ dùng vô căn thánh hỏa luyện hóa bên ngoài của tảng đá mới để độ ra thần đao ở bên trong. Hơn nữa giáo chủ còn chạm khắc tinh tế mới hình thành ma đao thính xuân vũ như vậy nhưng giáo chủ cái gì cũng tốt, chỉ có đặt tên là kém. Cái tên Thính Xuân Vũ là Hồng Liên mà tôn đặt giúp. Ánh mắt sở hưu lộ ra sắc thái lạ. Nói vậy thì thực ra Thính Xuân Vũ cũng là bảo vật do thiên địa sinh thành, còn thanh đao đá này có cùng nguồn gốc với Thính Xuân Vũ. Còn lúc này, khi đám người sở hưu tới, trận chiến đã bắt đầu thẳng cấp. Tuy sở hưu còn chưa ra tay, nhưng Lăng Vân Tử đã dẫn theo người của thuận dương đạo môn sông tới, năm người hư vân cũng gia nhập chiến trường bị nhiều người vây công như vậy nhưng sắc mặt dạ thiểu nam không hề thay đổi lưỡi nguyệt nhận bày đượn quanh người hắn càng lúc càng nhanh lưỡi đao này ngăn chặn cả vạn kiếm đầu đục của tọa vong kiếm lư và thanh kiếm gãy của kiếm tôn diệp phi ngư năm xưa sở hư quay sang nhìn bốn phía nhíu mày cuối cùng vẫn quát khẽ một tiếng động thủ đi trước mặt chiến trường đã cực kỳ lộn xộn có mưu kế hay sách được phá cục gì cũng vô dụng chứ có thể làm một việc đó là đánh thôi cuối cùng ai đấy được bảo vật thì chỉ có trời biết cho dù lúc này giả thiểu nam thể hiện toàn bộ thực tượng hắn cũng không dám nói cuối cùng hưu chết vào tay ai tuy giả thiểu nam có thể dùng sức mình mình đối phó với nhiều người nhưng thực lực của bái nguyệt giáo và nhánh minh ma lại chỉ có hạn hiển nhiên đã sắp không chống cự nổi nhưng lúc này sở hưu gia nhập tình hình đã lại thay đổi ma trùng không có tác dụng gì với võ giả chính đạo nhưng lại là trí bảo trong trí bảo đối với võ giả ma đạo. Giả thiểu nam thân là ma đạo đệ nhất nhân đường thời, thực lực đã hết sức kinh khủng. Nếu hắn luyện hóa ma chủng mọi người sợ hắn sẽ thành đầu cầu duy ngã thứ hai. Còn về sở hưu, tuy bây giờ thực lực của y còn kém xa giả thiểu nam, nhưng tiềm lực của sở hưu lại quá kinh khủng. Tất cả mọi người cũng sợ sở hưu sẽ thành giả thiểu nam thứ hai. Trên giang hồ có một giả thiểu nam, có một bái nguyệt giáo, đã đủ kiến thánh ma đạo đã bất bại. Nếu đã có thêm một sở hưu, võ lầm chính đạo tốn 500 năm mới tạo ra cục diện áp chế được ma đạo, e rằng nó lại phải thay đổi. Cho nên, hư tử đang giao thủ với giả thiểu nam, chỉ đành thở dài, xoay người lại ra tay với thường thiền lương, đồng thời lại với một nhóm người đối phó với sở hưu. Nhưng đúng lúc này, quấn tàng nguyệt và đâm thường đồng xuất hiện ở bên rìa chiến trường, lập tức khiến mọi người chú ý đến thần tướng thiên môn đã từng thấy nhiều cảnh hùng tráng nhưng tình cảnh bây giờ khiến cả đầm thương đong và huống tàng nguyệt đều líu cả lưỡi lúc này nam Phó giả chính đạo thấy người của thiên môn đến ai nấy nhíu chặt hàng đông mày dáng vẻ cực kỳ đo đắng tình cảnh trước mắt đã rất loạn rồi bây giờ người của thiên môn còn tới quấy nhiễu khiến cho đám người không biết nên ứng phó ra sao vì không ai biết rốt cuộc thái độ của thiên môn là như thế nào thiên môn không tính là chính đạo nhưng cũng không phải là ma đạo. Những người của thiên môn lại tinh thông ma công. Nếu bọn họ nhận được ma chủng, vậy thì không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây. Lúc này Lâm Thương Long và Huống Tàng Nguyệt cùng thấy được thứ rất giống chìa khóa thông thiên. Con mắt của hai người lập tức sáng bừng lên. Môn chủ đúng là phân tích không sai, đúng là nơi này có một chiếc chìa khóa thông thiên. Lúc này Hư Vân cũng trầm giọng nói. Hai vị thiên môn các người cũng muốn thứ nằm trong nguyên thủy ma quật này sao nếu đổi lại là võ giả khác chất vấn thần tướng thiền môn chắc chắn lâm thường long và huống tàng nguyệt sẽ không thèm để ý tới bọn họ nhưng dù sao hư vân cũng là một trong ba người đứng đầu trong phòng vân bảng thủ tọa thiện đường của đại quang minh tự lâm thường long và huống tàng nguyệt có cuồng vọng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không đắc tội với đại quang minh tự trong thời điểm này nghe lâm thường long chỉ trầm giọng nói Hư Vân Đại Sư, mục đích của chúng ta tới đây khác với các ngươi. Đã rất đầu rồi, thiên bồn không nhúng tay vào tranh đấu giữa chính ma. Chẳng các người cũng hiểu thái độ của thiên bồn ta rồi. Chúng ta không cần ma trùng, thiên bồn không hứng thú với nó. Chúng ta chỉ cần tảng đá kia thôi. Nghe người của thiên bồn nói không cần ma chủng, đám võ giả chính đạo ở đây mới thở phào một tiếng. Dù sao theo bọn họ thấy, ma chủng mới là thứ quan trọng nhất đối với bọn họ chỉ cần ma chủng được giữ trong tay võ lâm chính đạo bị bọn họ phong ấn như vậy đã không có vấn đề gì nữa thấy hư vân còn định nói gì lâm thương long bèn lên tiếng trước hư vân đại sư xưa nay thiên môn và các môn phái giang hồ không có gì mâu thuẫn hay xung đột với nhau thiên môn ta có nhiệm vụ của thiên môn ta các người có thứ các người theo đuổi hai bên đã nước giếng không phạm nước sông có những việc không biết còn tốt hơn biết người hiểu chứ nghe lâm thương long nói vậy hư vân không truy hỏi thêm nữa bao nhiêu năm qua chốt cuộc thiên môn đang làm cái gì hầu hết mọi người đều không biết bọn họ chỉ biết hình như thiên môn đang tìm kiếm một thứ gì đó chỉ có điều thiên môn rất ít khi xung đột với các đại phái trên giang hồ cho dù có đôi lúc bọn họ không tuân thủ quy củ nhưng bản thân thiên môn đã rất có thực lực không ai dám trêu chọc bọn họ vì một số lý do chưa biết mà trêu chọc một quái vật khổng lồ như thiên môn rất không đáng nhưng anh lúc này bốn tà nguyên định đột nhiên nhìn về phía sở hưu cười lạnh một tiếng rồi nói này sở hưu ai cũng nói đại nạn không chết ắt có phúc về sau ta thật sự không ngờ là hòa thượng của tu bồ đề thiền viện lại không thể kéo người chết theo đấy sở hưu sắc mặt bình tĩnh đáp ta cũng không ngờ người còn có can đảm xuất hiện trước mặt ta lần nữa người tưởng ngươi là người của thiên môn thì ta không dám giết người chắc sau khi nói xong chữ cuối cùng, trên mặt của sở hưu đã phủ kín sát ý. Lúc ở huyện hư lục cảnh, huống tàng nguyệt đã có ý định giết sở hưu. tuy lúc đó sở hưu không như hiện tại, vượt bậc so với cùng cấp, nhưng cũng là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi. Kết quả, y vẫn bị huống tàng nguyệt truy sát cực kỳ thê thảm. Xưa nay sở hưu không phải người rộng lượng, ngược lại y có thể kỳ thù hận cả đời. Hoàn toàn tường báo đến bao giờ mới kết ư, kẻ địch chết thì thủ oán kia cũng đứt trước đó sở hưu nói với lâm thường đồng, sẽ có ngày y lên thiên bồn giết chết huống tàng nguyệt lúc đó sở hưu nói không phải để tìm lại thể diện bản thân của y cho nên chỉ cần huống tàng nguyệt không xuất hiện trước mặt y đương nhiên sở hưu sẽ không tới gây sự với hắn bây giờ mà lên thiên môn chỉ để tự tìm đường chết nhưng ai mà ngờ được huống tàng nguyệt lại dám chủ động xuất hiện trước mặt sở hưu quay miệng của huống tàng nguyệt nở một nụ cười lạnh lẽo giết ta ư sở hưu Người là người to gan nhất mà ta từng thấy. Biệt bào nhiều năm qua, gần như không có thần tướng thiên môn nào chết ở bên ngoài. Người dám giết đấy, nhưng người giết được ta chắc. Ồ, không chết ở bên ngoài à? Cái này thì đúng rồi, vì lần các ngươi ngã xuống nhiều nhất đã bị độc cô duy ngã giết ngay trước cửa nhà mình, thiếu chút nữa thì bị diệt môn kia mà. Sở hữu lạnh nhạt thốt lên câu này. Sang mặt huống tàng nguyệt và lâm thương long đều tối sầm lại. Đây chính là chuyện cấm kỵ của thiên môn, đây cũng là lần thiên môn thua thảm nhất thiếu chút nữa bị người ta diệt môn nhưng lúc này lâm thương long lại kéo tay huống tàng nguyệt truyền âm nói vừa rồi ta đã nói gì với người chứ đừng có gây chuyện người muốn trêu chọc sở hưu thì đến chìa khóa thông thiên về tay đã rồi nói lâm thương long vẫn luôn coi nhiệm vụ của thiên môn là trên hết đã có nhiệm vụ trên người hắn không muốn bất cứ phiền toái nào dây vào người của mình nhưng bản thân của huống tàng nguyệt đã nổi điên thì điên cho trót đâu còn quan tâm nhiệm vụ hay không nhiệm vụ. Hắn bỏ ngoài tay lời của Lâm Thường Long, chỉ nhìn chăm chăm vào sở hưu, rồi lạnh lùng nói, Này tiểu tử, có phải chìa khóa thông thiên đang trong tay ngươi không? Nếu người ngoan ngoãn rào thứ đó ra, thì thù hận dẫn chúng ta tạm thời chấm dứt, hôm nay ta sẽ không gây chuyện với ngươi. Nhưng nếu người không giao ra, đừng trách ta không khách sáo đấy. Sở hưu nghe vậy trong lòng thầm chấn động, sau huống tàng nguyệt lại biết chìa khóa thông thiên đang nằm trong tay mình. Đang lý ra, không ai biết chuyện này cho dù sở hữu liên tục sử dụng chìa khóa thông thiên dẫn người từ lục đô về lâm thường long cũng không biết có chuyện gì xảy ra nhưng sở hữu không ngờ huống tàng nguyệt chỉ là tùy ý bịa một cái cớ để gây chuyện với sở hữu mà thôi ánh mắt của sở hữu lóe lên sát khí không khách khí ư ta muốn xem xem rốt cuộc người không khách khí như thế nào vừa dứt lời sở hữu bỏ qua đối thủ trong chính đạo của mình lao thẳng về phía của huống tàng nguyệt huống tàng nguyệt ghé lên sát ý điên cuồng thế nhưng xưa nay hắn vốn là kẻ điên bao nhiêu năm qua chưa từng thua thiệt trong tay ai bao giờ lần trước hắn chịu thiệt dưới tay sở hưu vốn tưởng sở hưu đã chết đương nhiên hắn sẽ không chấp nhận với người đã chết nhưng ai mà ngờ sở hưu lại không chết khiến cho huống tàng nguyệt có cảm giác mình bị người ta đùa bỡn cảm giác này có thể nói rất khó chịu cho nên hắn muốn mượn cơ hội này khiến sở hưu từ chết giả thành chết thật ánh trăng máu hạ xuống đoàn đào trong tay huống tàng nguyệt như xé tan thiên địa thậm chí ma khí xung quanh cũng bị lực lượng của đao khí kia hút vào bên trong đựng ma mà khí màu đen gia trì vì thế tăng cường thêm ba phần giờ này võ đạo của võ giả thiên bồn không chỉ chính ma chỉ có mạnh yếu chỉ cần uy thế đủ mạnh ai quan tâm là chính hay là ma thích hợp với bản thân dùng là được thấy huống tàng nguyệt một đào chém tới ánh mắt của sở hữu lóe lên sát khí Ngày trước trong huyễn hư lục cảnh, y đã bị huống tàng nguyệt truy sát rất thê thảm, phải sử dụng một số âm mưu quỷ kế mới có thể trốn thoát. Nhưng bây giờ đã không phải ngày trước nữa, sở hưu đã không còn là sở hưu năm xưa, còn huống tàng nguyệt vẫn không có bất cứ tiến bộ nào. Đào chiều phá hại âm ầm chém xuống, cương khích cuồng bạo như phá tan thiên địa, nhưng nơi nó đi qua, nước sông trên mặt đất cũng bị xé tan, thậm chí không gian cũng vặn vẹo theo. Tất đại hạn là cực hạn lực lượng diễn hóa ra. Đây cũng là đào chiều thích hợp nhất để thể hiện lực lượng của sở hữu bây giờ. Đào chiều phá hải va chạm với nhát đào của hướng tàng nguyệt. Chỉ trong chớp mắt, lực lượng cường đại bộc phát, chẳng khác nào trời sập xuống. Vô số nước sông ngầm bắn tung, ánh trăng cũng theo đó tàn rã. Biểu cảm gương mặt của huống tàng nguyệt lập tức biến đổi, tự niên cuồng trở nên kinh hãi, cực kỳ kinh hãi. Có thế nào, hắn cũng không ngờ, mới chưa bao lâu, mà thực lực của sở hưu đã tiến bộ tới mức này, hắn không đỡ nổi đau vừa rồi. Ấn tượng của huống tàng nguyệt đối với sở hưu vẫn là từ chỗ lầm thường lòng. Lần trước lầm thường lòng hợp tác về với sở hưu, sau khi về, đương nhiên hắn cũng nhắc tới chuyện này, còn kể cho huống tàng nguyệt nghe. Khi đó sở hưu chỉ vừa bước vào chân hỏa luyện thân, huống tàng nguyệt tự tin lực lượng của mình không sợ sở hưu. Nhưng bây giờ sở hưu đã bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần, Chuyện này thì không nhiều người biết. Trước khi đến nguyên thủy mà quật, sở hữu chỉ luận bàn với mình thường thiên lương. Huống chỉ cho dù người khác có biết cũng vô dụng, vì huống tàng nguyệt không có cơ hội nghe ngóng thực lực của sở hữu. Lần này hắn đi ra ngoài theo lầm thường long vốn có tầm tư khác. Không đến nơi thì hắn cũng không đói thật với lầm thường long, làm gì có thời gian đi điều tra tình hình của sở hữu được. Sau khi hai người giao chiến một đao, sở hữu cầm đao đứng thẳng, mà khí cường đại quanh người y như là một vòng xoáy. Là nước sông ngầm xung quanh đã hình thành một dòng nước xoáy khổng lồ. Nhưng vẫn cách xa sở hữu ba trượng, không giọt nước nào rơi vào người của y. Ngược lại, bên phía huống tàng nguyệt vô cùng chật vật. Hắn bị lực lượng bộc phát từ đau vừa rồi của sở hưu đánh rời xuống nước. Vài giây sau mới chui lên được. Cường khí quanh người bộc phát, tách dòng nước ra. Ánh mắt không thể tin nổi. Người trong võ lâm chính đạo nhìn sở hưu giao chiến với thần tướng tiên Bôn Ai đấy thở phàm một hơi. Đề phòng một mình Dạ tiểu nam đã rất giàn nàn rồi. Nếu phải đề phòng cả sở hưu, áp lực của bọn họ sẽ vô cùng lớn. Bây giờ sở hưu và thần tướng tiên môn trở mặt giao chiến. Đây là một chuyện tốt. Dù sao bọn họ cũng không có nhiều ấn tượng về thần tướng tiên môn. Chỉ cần đối phương không phải người trong ma đạo là được. Thấy sở hưu còn định ra tay, lầm tương lòng lập tức ngăn trước mặt sở hưu, trầm giọng nói. Này sở hưu! lần này chúng ta tới không phải là nhắm vào ngươi. Tình huống tàng nguyệt nổi điên không liên quan gì tới thiền bồn. Một hiểu lầm thôi mà, ngươi đừng quá đáng chứ. Ngươi lùi lại đi, ta cản hắn cho. Ngươi đoạt ma chủng của ngươi, ta lấy thứ mà thiên bồn ta cần, hai bên không tranh không chấp. Lâm thường đồng vẫn khá là lý trí. Đối với hắn mà nói, thiên bồn không có kẻ thù, chỉ có sứ mệnh mà bọn họ đang gánh vác. Cho dù năm xưa côn đơn ba giáo thiếu chút nữa hủy diệt thiên bồn, thì đây cũng là chuyện của ngày trước không có gì quan trọng hơn mang chìa khóa thông thiên về. Kết quả thằng điên huống tàng nguyệt này, rõ ràng trước đó mình đã cảnh cáo hắn, hắn vẫn cứ khiêu khích sở hưu. Hơn nữa thực lực của sở hưu cũng khiến lầm thường lòng, kinh hãi không thôi. Bây giờ mới cách thần bọn họ liên thủ tới đại hắc tiền mà giáo bao lâu, sau thực lực của tên sở hưu kia lại tiến bộ nhanh tới mức này. Một đau vừa rồi, đừng nói huống tàng nguyệt không cản được, có đội thành hắn, chắc kết quả cũng vẫn như vậy nhìn Lâm Thương Long ngăn trước mặt mình, sở hữu lại nhạt nói, Lâm Thương Long, chẳng lẽ người nghĩ ta ngu ngốc lắm sao? Một hát mặt đỏ, một hát mặt trắng, vợ tuồng này ăn ý quá nhỉ? Còn nói cái gì mà thiên môn không muốn đối địch với ta? Được lắm, ta đang muốn đối địch với thiên môn đấy. Lâm Thương Long, ta không ngăn người lấy thứ đó, nhưng hôm nay uống tàng nguyệt nhất định phải chết. Lâm Thương Long lập tức biến sắc, sở hưu, đã nể mặt người rồi, đừng có mà không biết điều. Tuy Lâm Thương Long không có hảo cảm gì với huống Tào huyệt, thậm chí còn trách hắn hay nổi điên. Nhưng dù sao, hắn cũng là thần tướng của thiên môn. Đang ngay trước mặt người mình, mà sở hữu tuyên bố sẽ giết thần tướng của thiên môn. Cho dù Lâm Thương Long không muốn đối địch với sở hưu, hắn cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Nắm chặt vô nhị thiên đào, gương mặt của sở hữu hết sức bình tĩnh. Nhưng ai cũng có thể nhìn thấy sát khí đỏ bừng trong mắt của y. Đã nể mặt mà không biết điều à? Xem ra các người coi lời ta nói đã trò cười rồi. Các người nghĩ ta không dám giết người của thiền môn các người ư. Người mà sở hữu ta muốn giết, chỉ có chết sớm với chết muộn, dù sao cuối cùng vẫn phải chết. Người quen với sở hữu, thì nhìn bộ dạng y lúc này là hiểu ngay. Sở hữu đã thật sự nổi lên sát ý. Thời điểm này thì ai cản cũng vô dụng. Tùy đã số thời điểm, sở hữu luôn giữ lý trí. Nhưng một khi nổi điên thì không một ai cản nổi. Vị thư nhai đang giao chiến với người khác cũng biến sắc, âm thầm truyền âm cho sở hưu mà nói. Tiểu tử sở hưu, bình tĩnh một chút đi. Người muốn giết người của thiên môn cũng được. Đợi khi người đạt tới cảnh giới của giáo chủ năm xưa, cho dù ngươi diệt sạch cả thiên môn, khiến đồng tây cồn luân hợp nhất cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, người mà giết người của thiên môn chỉ chuộc đấy phiền toái thôi, còn là rất phiền toái đấy. Vị thư nhai không bảo sở hưu nhường nhịn, chỉ đáp với tình hình ngày hôm nay sở hữu có giết người trong thiên môn cũng chỉ là trút giận chứ chẳng có lợi ích gì đâu. Thiên môn hành tẩu trên giang hồ bao lâu lại luôn hành xử theo kiểu không có ai ra gì. Đương nhiên sẽ đắc tội với người khác. Nhưng thiên môn có thực lực lại không có ý đồ nhúng tay vào chuyện của võ lâm. Cho nên đôi khi do bọn họ có quá đáng thì các thế lực lớn cũng tạm nhịn xuống. Trước mặt đối với sở hữu hay là với toàn bộ nhánh ẩn ma kẻ địch lớn nhất của bọn họ chính là chính đạo lúc này mà đi kết thù kết oán với người của thiên môn là rất không xứng đáng ngụy lão à tao hiểu đạo lý nhìn một lúc sóng yên gió lặng nhưng ta không muốn nhịn. huống chi lùi một bước chưa chắc đã là trời cao biển rộng cũng có thể khiến đối phương được đằng chân lên đằng đâu người trong thiên môn ngông nghênh trong thời gian lâu như vậy là vì bọn chúng biết trong giang hồ ai cũng nhường nhịn bọn chúng ai cũng nhượng bộ bọn chúng nhưng hôm nay sở hữu ta không muốn nhịn cũng không muốn nhường Lục Giang Hạ ở bên cạnh không biết dùng bí pháp gì mà nghe được đoạn truyền âm giữa sở hưu và ngụy thư nhai. Hắn cười hành hạch rồi nói. <laughs> suy nghĩ của sở tiểu tử quả là không sai. Đúng là bản tính của bốn tọa. Sao phải quan tâm tới thiên bồn địa phủ gì chứ? Một thế được rác rưởi 500 năm trước, suy tư bị giáo chủ diệt sạch mà còn dám lớn lối tới như vậy. Năm xưa giáo chủ vặt đầu môn chủ thiên bồn xuống, sao không ai hò hét muốn đối địch với thiên bồn đi? Ngụy thư nhai trừng mắt với lục giang hà vì đường chủ huyết ma đường 500 năm trước quả thật giống hệt như lời đồn không đáng tin một chút nào. Bây giờ sao được bằng 500 năm trước? Nếu nhánh ẩn ma có uy thế như cột luận mà giáo 500 năm trước vậy đừng nói thiên môn, có thể không để toàn bộ giang hồ trong mắt đấy. Nhưng sau đó Ngụy thư nhai cũng thở dài một tiếng không tiếp tục khuyên nhủ sở hữu nữa. Tính cách sở hữu vốn là như vậy. Nếu gặp chuyện gì sở hữu cũng suy tính thiệt hơn làm việc sợ đầu sợ đuôi Vậy y có thiền phú tốt hơn cũng vô dụng ương ừ ngạnh một lần là cảm xúc nhất thời ương ừ ngạnh mười lần là sự bá đạo còn khi người đối mặt với ai cũng cực kỳ ương ngạnh. đó là vô địch thiên hạ cô luân mà giáo nằm xưa cũng vậy nhưng những cái gì băn khoăn cái gì đại cục cái gì chỉ một chữ giết là giải quyết được hết mà lúc này sở hữu cũng đã xuất thủ ngay đúng như y đã nói nếu huống tàng nguyệt không xuất hiện trước mặt y thì thôi bây giờ hắn dám xuất hiện rồi còn dám nói mấy lời không tự biết mình như vậy. Hôm nay sở hưu sẽ tiện hắn lên đường. Không hề thăm dò cũng không hề dừng lại. Sở hưu xuất đào chém xuống. Không gian nhưng ngừng động, đào thế cắt qua, chém tất cả thành hai nửa. Cho dù là một giọt nước cũng hóa thành hai phần hoàn hảo. Hồng Trần phiêm biểu trảm chém ra, đào thế mỹ đệ dị thường, mỹ đệ tới mức không giống một chiều ma đao. Tất cả mọi người ở xung quanh ngừng tụ thành bức tranh. Dưới đạo ý này, Lâm thương Long gầm lên một tiếng, từng lòng màu đen quay quanh người, chỉ trong chớp mắt đã bộc phát ra uy lực khổng lồ, lòng khiếu cửu thiên. Tầng tầng cương khí màu đen cường đại tỏa ra theo vòng xoay của thương Long, rốt cuộc cũng phá vỡ được bức tranh kia. Hai tay Lâm thương Long như lòng trảo, đỡ lấy một chiều hồng trần phiêu biểu trảm của Sở Hưu, nhưng một khắc sau, cương khí trên long trảo bắt đầu tan vỡ, thậm chí bản thân cũng bị đau ý ăn mòn nội tạng, không nhịn được rốt cuộc rền lên một tiếng. Huống tả nguyệt, cái tên ngu ngốc này còn đứng nhìn cái gì, không mau ra tay đi. Lâm thường lòng đang rất căm tức huống tả nguyệt, thậm chí đã hận hắn hơn cả hận sở hưu. Nếu cái thằng điên này không quấy rối, không khéo, hắn đã lấy được chìa khóa thông tiền kia rồi. Vừa rồi các đại nhân vật trong chính đạo như hư vân đã nể mặt hắn, chỉ cần thiên bôn không tham gia tranh chấp giữa chính và ma, hắn có thể thoải mái rời đi kết quả cái thằng huống tàng nguyệt lại lên tiếng quấy nhiễu chọc giận sở hưu lần này thì hay rồi chưa nói tới chuyện có lấy được chìa khóa thông thiên hay không có chống được sở hưu hay không cũng khó nói lúc này huống tàng nguyệt đang đỡ đẫn nói chính xác hơn hắn vẫn đang kinh ngạc có vẻ con hắn không thể chấp nhận chuyện sở hưu đã tiến bộ cực lớn chỉ trong thời gian ngắn đã tới cảnh giới mà hắn chỉ có thể sợ hãi lúc này nghe lâm thương long mắng chửi huống tàng nguyệt mới phản ứng lại hơn nữa, hắn cũng không lên tiếng mắng chửi với lầm thường lòng, mà vội vàng dơ thanh loan đao trong tay lên, ruột đào chém xuống. Đã mang nở rộ trong ánh trăng, thậm chí còn hấp thụ ma khí cường đại xung quanh, tạo thành một vầng ma nguyệt. Có thể nói thần tướng thiên môn không một ai là kẻ yếu. Tuy không phải thực lực thần tướng thiên môn nào cũng có thể đạt tới cấp bậc đồng hoàng thái nhất hay hư vân, nhưng trong võ giả cung cấp, trình độ của bọn họ đều ở mức cao thậm chí là ở mức đỉnh cao. Nhưng với thực lực của sở hữu hiện giờ, cho dù y nói mình đã thiên hạ đệ nhất dưới thiên địa thông huyền, có lẽ cũng không sai biệt cho lắm. Thầy đạo kia chém xuống, pháp tướng ma Phật hiện lên sau lưng sở hữu. Phật pháp hạo nhiên, mỗi nhát Phật ấn giáng xuống, lại có Phật đà Phật quang trấn áp hết thảy. Chỉ trong khoảnh khắc đã trấn áp đau chiêu của hốt tàng nguyệt. Mà uy ngập trời, đấm trong một quyền, ngọn lửa diệt thế vô tận bùng cháy ngay cả nước sông ngầm đang chảy xiết chạm vào ngọn lửa diệt thế cũng lập tức bốc hơi một ma một vật hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hòa thành một thể tạo ra uy lực khiến cho người người biến sắc huống tàng nguyệt tay niết ấn quyết ánh trăng tỏa ra quanh người hắn cố gắng chống cự ngọn lửa diệt thế kia ăn mòn mình nhưng có thế nào hắn cũng không hiểu nổi rốt cuộc tên sở hữu này là quái vật gì mới chưa được bao lâu mà thực lực của y đã tiến bộ tới mức này. Lâm thường lòng cắn răng, trong lòng hắn kinh hãi không kém hơn huống Tàng nguyệt, dù sao hắn với tiếp xúc với sở hưu gần đây. Huống Tàng nguyệt, nếu người không muốn chết thì đừng có lưu thủ, ta giúp người kéo dài thời gian, màu thi triển Tàng nguyệt đao. Lâm thường lòng gầm lên một tiếng, tương long màu đen xoay quanh, thân thể hóa thành hình rồng, nghìn tiếp thế công của sở hưu. Võ đạo của Lâm thường Long theo hướng áp sát cận chiến đặc biệt là hóa thân hình rồng, thậm chí đã có trần lòng chỉ ý cực kỳ kinh khủng. Lúc trước giả thiểu nam giao thủ với những người khác đã phá tan con sông ngầm trên bầu trời, nước sông chảy xuống, nơi này đã biến thành một vùng ngập nước. Rồng gọi mây ban mưa, trong hoàn cảnh này lực lượng của lâm thường long còn mạnh hơn ở bên ngoài. Thường lòng nhảy xuống biển, đạp lên cơn sóng lớn vô biên đánh về phía sở hưu, đôi rồng quét ngang ra. Những đời đó đi qua ngay cả giọt nước cũng bị lực lượng hùng mạnh đó phá tan thành hơi nước. Quanh người của sở hưu tỏa ra nội lực chân hỏa màu vàng bạc, xét tới lực lượng trong cơ thể. Trong thiên hạ này, trừ trần thanh đế ra, hiếm có ai khiến sở hữu e ngại. Pháp tướng sau lưng của y đã hoàn toàn hóa thành đại hắc thiền ma thần ba mắt, còn lửa diệt thế lan tỏa, trước mắt đã khiến cơn sóng vô biên bốc hơi. Hơi nước trải rộng vài dặm như đàn dương dày, khiến người ta không thấy được bóng người. Sở hữu quát khẽ một tiếng, xuất quyền đánh ra. Nội lực chân hỏa xen lẫn với ngọn lửa diệt thế vô biên, kết hợp với thế quyền sơn hải quyền kinh đánh ra. Chỉ trong trước mắt, tiếng rền rỉ vang vọng đất trời, cương khí tạo thành đuôi rồng bị quyền của sở hữu đánh nát. Lâm thương long cầm lên một tiếng, thân hình rơi từ trong thương long ra, quyền trưởng thối cước đánh về phía sở hữu như điên như dại. Mỗi trường bội thức đều cuồng bão như rồng đánh nơi đồng đội. Nhưng mỗi quyền trưởng từng giao ngọn lửa diệt thế của sở hưu lại thiếu đốt một tầng cường khí của hắn đồng thời lực lượng cường đại cũng ăn sâu tới tận xương tủy quyền thối cũng đánh xuống không ngờ cương khí hộ thể của lâm thường lòng lại bị phá tan thân thể cũng bị đánh bay vài trăm trượng va vào một ngọn núi khô nhỏ ở trước mặt nước tạo thành một cái hố to trong mắt đa số mọi người ở đây thần tướng thiên môn luôn luôn rất thần bí và cường đại hơn nữa đối với phần lớn mọi người những gì chưa biết mới là đáng sợ nhất cho nên người trong giang hồ mới kiêng kỵ người của thiên môn như vậy nhưng hôm nay sở hữu xuất quyền đánh bay lâm thương long khiến cho mọi người nghĩ tới điều gì đó có vẻ như thần tướng thiên môn cũng chỉ có như vậy mà thôi bọn họ rất lạ lẫm về thần tướng thiên môn nhưng sở hữu lại rất quen thuộc thay vì thần tướng thiên môn trong truyền thuyết lâm thương long thua trong tay sở hữu lớp vỏ kính sợ và e ngại đã biến mất không còn bóng dáng đâu nữa lúc này lâm thương long giãy giụa leo ra từ trong đỉnh núi, cố nén không phun máu tươi. Chỉ xét về lực lượng cơ thể đơn thuần, sở hưu vượt trên hắn rất nhiều. Huống tàng nguyệt, rốt cuộc người có đánh được hay không đây? Sau tiếng hồ của lâm thường lòng, vầng trăng huyết đỏ máu bên cạnh huống tàng nguyệt đã bay đến không. Chỉ trong trước mắt, vô số lực lượng bị hút vào trong, giữa nguyên thủy bà quật đen kịt này như có một vầng huyết nguyệt hiển hiện. Còn trạng thái của huống tàng nguyệt lúc này lại càng quỷ dị quanh người của hắn bao phủ trong lớp dương báo dày đặc. Không ngờ trong đan điền của hắn lại tỏa ra ánh sáng đỏ máu, trông như một thành loan đao tròn như vầng trăng. Mỗi võ giả thiên môn lại có công pháp tu luyện khác biệt. Khi bọn họ chưa trở thành thần tướng của thiên môn, bọn họ sẽ tiến hành tu luyện trong bí cảnh, nhận phần thưởng nhiệm vụ, đổi lấy đủ loại công pháp thượng cổ. Cho nên sau này, người có thành tựu gì phải xem vào chính người. Trước đây tên huống tàng nguyệt, không phải là huống tàng nguyệt, cái tên của hắn bắt nguồn từ một thánh hung binh thời thượng cổ, Tà Nguyệt Đao. Thanh hung binh này có thể nói là binh khí của một vị kiêu hùng ma đạo thời thượng cổ, đã dính vô số máu tươi và giết chóc. Người bình thường không cách nào sử dụng được nó, cho nên cái giá khi đổi lấy tàng Nguyệt Đao thấp hơn thần binh bình thường. Nhưng đầu óc của huống tàng Nguyệt không được bình thường, khi hắn còn chưa phải cửu đại thần tướng, đã đổi lấy thanh tàng Nguyệt Đao này, rồi dùng bí pháp huyết luyện đặt nó vào trong đan điền của mình, dùng máu thịt của bản thân nuôi dưỡng thành mà bình ấy. Hành động này thật quá điên cuồng, vì chỉ sợ sẩy một chút thôi sẽ khiến bản thân bị cắn ngược trở lại. Mà bình này sẽ không nhận chủ, cũng không quan tâm ngươi là ai. Huống tàng nguyệt làm như vậy, chẳng khác nào gài một quả bom hẹn giờ có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Cho nên nhiều năm qua, tuy trong cựu đại thần tướng có rất nhiều người ngứa mắt với huống tàng nguyệt, thế nhưng không với ai dám trở mặt với hắn dù sao, mọi người đều biết lai lịch của hắn, không ai muốn so đo với một thằng điên như vậy. Tên nâng Vầng huyết nguyệt, thậm chí hai mắt của huống tàng nguyệt đã phủ kín sắc máu. Muốn ta nằm lại đây ư, chuyện đó còn hoang đường hơn cả nằm mơ. Trước kia giết ngươi là ta bóp chết một thiên tài ma đạo, nhưng bây giờ giết ngươi là ta bóp chết một kiêu hùng ma đạo trong tương lai. Cảm giác thành tựu còn thống khoái hơn lúc trước. Sau khi dứt lời, làn dương bó xung quanh huống tả nguyệt càng thêm kịch liệt đó đều là tinh huyết của chính hắn biến thành vầng huyết nguyệt khổng lồ lập tức đập về phía sở hưu những đời nó đi qua thiên địa cũng bắt đầu vạn vẹo vầng huyết nguyệt đó như có khả năng vạn vẹo hấp thu bất cứ thứ gì thậm chí còn có thể chuyển hóa thành lực lượng của bản thân khi vầng huyết nguyệt đập tới trước mặt của sở hưu huyết nguyệt đã mở rộng hơn hẳn lúc trước thấy huống tàng nguyệt rốt cuộc cũng xuất thủ Lâm Thương Long thở dài một tiếng, nhưng thần kinh vẫn rất căng thẳng, hắn sợ huống tàng nguyệt càng phát điên hơn nữa. Trong cầu đại thần tướng, thực lực của huống tàng nguyệt không phải là mạnh nhất, ít nhất Lâm Thương Long cho rằng lúc bình thường mình còn hoàn toàn có thể áp đảo huống tàng nguyệt. Có điều, tiền đề là hắn áp đảo huống tàng nguyệt bình thường, hắn không đánh được huống tàng nguyệt đã nổi điên. Một khi tên này lên cơn điên, hắn không coi mình là người, hở ra là liều mạng, không ai muốn giao thủ với huống tàng nguyệt trong trạng thái ấy hắn muốn liều mạng chứ người khác không muốn liều mạng với hắn tàng nguyệt đao bị phong ấn trong đan điền của huống tàng nguyệt thành bà đào này vốn đã ảnh hưởng tới tinh thần của huống tàng nguyệt một khi sử dụng ra thì ngay chính hắn cũng không thể khống chế được bản thân mình còn lúc này thế vận trăng báo đánh tới sở hữu cũng không thể không thừa nhận có vẻ mình hơi coi thường đám thần tướng tiền môn hầu hết bọn họ đều có thủ đoạn ép đáy hòm một khi liều mạng chiến đấu thì uy thế đủ để khiến sở hữu coi trọng. Đương nhiên cũng chỉ là coi trọng mà thôi, đối phương còn chưa có tư cách để sở hữu điều mạng. Ngành đón vầng trăng báo đó, hai tay của sở hữu kết ấn, chỉ trong chớp mắt trời khóc mưa máu hàng lâm. Không biết có phải đang ở trong nguyên thủy ma quật hay không, lần này sở hữu sử dụng thiên địa sao trình mà đống tiền khốc đại bì chú lại đưa tới dị tượng kinh người. Dòng sông ngầm trên bầu trời nứt toát ra, từng tiếng quỷ thần kêu khóc vang vọng giữa đất trời. Tuy dòng sông gầm thét bị xé nứt, nhưng không có nước chảy ra. Những nước sông bầu đen tạo thành một ma thần khổng lồ, cao cỡ vài trăm trượng, thon đường người từ trên không trùng xuống, ôm lấy vầng trăng máu vào lòng. Trong cõi u minh, thậm chí sở hữu còn cảm nhận được tiếng nỉ non của ma thần đang gạo khóc. Trước mắt y hiện lên một cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Hoàn hồn ác quỷ, thượng cổ ma thần, võ giả bước vào ma đạo. Phật đà này sinh tâm ma, còn có đủ loại cường giả hay là vật chất, tất cả đều là tập hợp của cảm xúc tiêu cực trong thiên địa, cuối cùng ngưng tụ thành một thứ vô hình vô chất. Như ma mà không phải ma, như thần mà không phải thần, sự tồn tại của nó là sự ngưng tụ từ mặt âm u nhất trong thiên địa, vô hình vô chất, nhưng chỉ cần có ma, sẽ nó có tồn tại. Khoảnh khắc này, chút cuộc sở hữu cũng hiểu lai lịch của thiên địa giao trinh, âm dương đại bì phú. Thực công pháp này tới từ nguyên thủy ma quật, nhưng nó là thiên địa sáng tạo cũng không có sai, nói là có người viết ra cũng không có đúng. Thực công pháp này vốn là kết hợp của tất cả những cảm xúc tiêu cực trong thiên địa, vô hình vô chất, vô bản vô nguyên, trừ phi trong thiên hạ không có bất cứ cảm xúc tiêu cực nào, không có oán hận hay giết chóc mới có thể tiêu diệt được thứ này. Nhưng chuyện này vốn đã là không thể nào, cho nên trong nguyên thủy ma quật, lực lượng này có thể nói càng ngày càng mạnh cuối cùng trực tiếp nhập vào một võ giả tiến vào nguyên thủy ba quật để cho hắn viết ra thiên địa giao trinh âm dương đại bì phú đối phương là ai cũng không quan trọng nữa vì hắn chỉ là một vận dẫn vì hắn là võ giả cho nên đại bì phú mới là một bộ công pháp nếu đối phương là một con dã thú đại bì phú sẽ là hùng thú gây họa cho thế gian nếu đối phương là một món binh khí, đại bì phú sẽ biến thành một thanh tuyệt thế hung binh. Lúc này trong nguyên thủy ba quật, sở hữu sử dụng thiên địa giao trình mà động thiên khốc đại bì chú, chẳng các nào sử dụng đại bì chú ở nơi đó sinh ra. Cho nên mới có dị tượng như vậy. Ma thần khổng lồ tạo từ nước sông kia kéo phần trăng máu vào sông ngầm. Chỉ trong chớp mắt, dòng sông nổi sóng mãnh liệt, nhưng chỉ chốc lát sau, lực lượng đó đã bị triệt tiêu hoàn toàn huống Tàng huyệt sững sờ, có vẻ chính hắn cũng không ngờ mình đã vận dụng lực lượng của Tàng huyệt tao mà vẫn bị Sở Hưu ngăn chặn. Lúc này Lâm Thường Long lại thét lớn một tiếng, lui, mau rút lui. Lúc này Lâm Thường Long vẫn có thể giữ được lý trí bình ổn. Khi Sở Hưu thể hiện thiên địa giao trình mà động thiên khốc tại bì chú, Lâm Thường Long không còn tâm tư giao chiến với Sở Hưu. Không phải Lâm Thường Long sợ, mà đối với hắn, từ chiến ở nơi này chỉ là tốn công vô ích có sở hữu ở đó, không ai đoạt được chìa khóa thông thiên, tốt nhất là nghĩ cách khác, cùng lắm thì mất mặt một chút về thiên bồn cầu viện. Nhưng ai mà ngờ, lúc này huống tàng nguyệt đã lâm vào trạng thái cố chấp đến điên cuồng, hay nên nói là từ khi hắn sử dụng tàng nguyệt nào, hắn đã như vậy rồi, không giết sở hữu, thề không dừng lại. Mang theo suy nghĩ cố chấp ấy, sát khi dịch tràn khỏi hai mắt của huống tàng nguyệt, không ngờ hắn trực tiếp đưa tay vào bụng mình móc ra một thành loan đao quỷ dị dính đầy máu tươi của bản thân thượng cổ Ba binh tàng nguyệt đao trong thời thượng cổ thành đao này rất nổi danh có thể nói địa vị của nó trong giang hồ tương đương với thính xuân vũ hiện tại nhưng theo sở hưu tuy lực lượng của tàng nguyệt đao rất mạnh nhưng vẫn không bằng thính xuân vũ đao dù sao cũng là binh khí nằm trong tay võ giả mới là một thành đào tốt bây giờ mọi người trên giang hồ đều biết độc cô duy ngã nhưng không phải ai cũng biết ma đào thính xuân vũ vì thính xuân vũ nằm trong tay độc cô duy ngã mới thật sự là ma đao cái thế chứ không phải như tàng nguyệt đao đã có vẻ giọng khách át giọng chủ lúc này huống tàng nguyệt chính là như vậy thứ khiến cho hắn liều mạng ngoài tính cách của bản thân còn có tàng nguyệt đao ảnh hưởng nữa tay cầm tàng nguyệt đao huống tàng nguyệt đã không để ý tới thương thế trên người mình suốt đào chém xuống lại một vầng trăng khuyết trói mắt hiện lên trước mặt mọi người một vầng trăng điên cuồng tới cực hạn. Cảnh tượng này khiến cho cả dạ thiểu nam đang giao chiến kịch liệt cũng không khỏi quay đầu lại. Thanh Nguyệt Nhật cũng bị ảnh hưởng, chủ động tỏa ra ánh trăng. Thành tượng cổ ma đao này được huống tàng nguyệt chăm sóc mấy chục năm, được hắn dùng báo thịt bản thân đuổi đấng, e là uy lực không kém hơn thời kỳ đỉnh phong. Một đau này được chặt đứt không gian và thời gian. Sở hữu có cảm giác khi linh trên đợi đao đã nhắm chặt vào mình thanh đao này sinh ra đã có sát ý cực hạn uống tàng nguyệt nhắm vào y thanh đao này cũng quyết không chết không thổi với y nguyên thủy ba quật u tối cũng bị vầng trăng lóng lánh này chiếu sáng Sở hưu không tránh không né nghình đón một đao kia hồng trần phiêu biểu trảm chém ra nếu nói tàng nguyệt đao như chặt đứt không gian và thời gian vậy đàm màng lóng lánh của hồng trần phiêm biểu trảm lại là ngưng đọng thời gian và không gian hai luồng sáng trực rỡ tới cực điểm va chạm vào nhau chỉ trong chớp mắt đã phá nát núi sông nhưng ngọn núi xung quanh hai người đổ tung nước sông ngầm đang lưu động cũng bị bắn tung tóe khắp nơi Bình khí và võ giả là phải phối hợp với nhau tuy sở hưu luôn cho rằng kẻ mạnh nhất luôn là võ giả binh khí chỉ là phụ thuộc nhưng y cũng không thể không thừa nhận đôi khi một món bon binh khí đủ cường đại có thể xoay chuyển chiến cuộc cũng như ngày hoàng phủ lão tổ ngày trước một kẻ sắp xuống lỗ mà dựa vào thanh huyết hồng đề có thể tranh tài cùng sở hưu vài hiệp. Còn bây giờ, người cầm tàng nguyệt đao trong tay không phải hoàng phủ lão tổ sắp xuống lỗ mà là thần tướng thiên môn huống tả nguyệt. Không thể không nói, vì lực của đòn này đã vượt ngoài dự liệu của sở hưu. Nhìn đại vô nhị thiên đào trong tay mình, trên đó đã xuất hiện một lỗ hồng. Thiên đào chiến hạp là thần binh phối hợp với huyền vũ chân công, biến hóa cực kỳ linh hoạt, nhưng khổ nỗi mức độ sắc bén còn kém hơn nhiều. Trước đó khi va chạm với huyết hồng đề, trên vô nhị thiên đào đã xuất hiện lỗ hổng không cách nào biến thành hình thái khác. Nếu thêm vài lần, anh là toàn bộ thiên đạo chiến hạp đã tàn vỡ. Đương nhiên chuyện này cũng không vấn đề gì. Sở hữu tự tin có thể hạ cục được huống tàng huyệt trước khi thiên đạo chiến hạp vỡ vụn. Khi một người đã xuống thấp tới mức mình khí khống chế bản thân, làm sao hắn không chế được vận mệnh của mình với tình hình của huống tàng quyệt hiện giờ, hắn cũng không cố được bao lâu. Chẳng mấy chốc là bị tàng quyệt đau hút sạch máu tươi trong người. Nhưng lúc này, huống tàng quyệt lại chẳng nghĩ đến điều ấy. Trong đầu của hắn chỉ có sát ý. Cho dù lầm thường lòng đứng phía sau hô hào bảo hắn rút lui, hắn vẫn như không nghe thấy gì. Tàng quyệt đau lóe lên ánh sáng sắc bén ngập trời. Trong vận trăng rực rỡ đó lại ẩn chứa máu tươi vô tận và oan hồn gầm thét pháp tướng đại hắc thiên ma thần gừng tụ sau lưng sở hưu ngọn lửa diệt thế bùng lên nhưng càng quỷ dị hơn là ngọn lửa diệt thế có thể thiêu đốt tất cả cũng bị tàng nguyệt đào sắc bén kia chém thành hai nửa sở hưu mặt không biểu cảm ngăn cản vì mỗi đào chém ra thì đỗ hỏng trên vô nhị thiên đào lại lớn hơn thậm chí bản thân của y cũng bị đánh lùi bởi trượng nhưng mỗi đào chém ra y cũng cảm giác được sinh cơ của huống tàng nguyệt đang suy yếu Đúng lúc này, tâm ma đang bị y nhốt trong đầu lại đột nhiên nói, chúng ta trao đổi nhá, người cho ta ra đi, ta giải quyết hắn giúp ngươi. Còn đánh như vậy, thanh thần binh trong tay ngươi sẽ hỏng mất đấy. Sở hưu lạnh nhạt nói, một thanh thần binh mà thôi, ta bỏ được, ta có vô số phương pháp giải quyết hắn, nhưng đây là cách tiêu hào ít nhất. Một thanh đao đổi đấy tính mạng một thần tướng thiên môn, lời lắm rồi. Tâm ma này vô cùng quỷ dị, từ cách suy nghĩ khác với người bình thường, nhưng năng lực tính toán lại mạnh hơn con người. Ảo ảnh mà nó dựng lên tùy không đến mức không có khe hở, nhưng cũng gần như hoàn hảo. Cho dù tâm cảnh của cường giả thiên địa thông huyền cũng bị nó giam cầm bên trong đó. Sở hữu dẫn nó ra chỉ là để tìm cơ hội nghiên cứu xem có tác dụng gì trao đổi với nó mới là được cười. Tầm ba trong đầu sở hưu lại cười hà hà nói. <laughs> nhưng mà ta ra tay có thể giúp người giải quyết hắn ngay lúc này thậm chí đau của người cũng không bị hư. Ta biết người đang đề phòng ta, nhưng người không cần phải lo đâu. Phần lớn lực lượng của ta đều ở trong sân cốc này. Bây giờ ta chỉ còn một chút lực lượng thôi, không thể uy hiếp được người nữa. Hay là như vậy đi, người không cần thả ta ra. Người chỉ cần mở một cái hở nhỏ tinh thần thực để ta truyền lực lượng của bản thân vào trong tao, tao của ngươi tạm thời thay thế ký linh ta có thể nhanh chóng giải quyết hắn cho ngươi ngươi thế sao chưa hả Sở hữu không đáp ứng ngay mà hỏi ngược lại. Vì sao người cứ đòi ta ra tay như vậy? Người muốn hấp thù tâm ma của hắn sao? Tâm ma kia nói, đây chỉ là một nguyên nhân. Ta ở đây nhiều năm rồi, đã hấp thù vô số tâm ma. Có không ít tâm ma mạnh hơn hắn. Nhưng thứ ta hiếu kỳ là rốt cuộc nội tâm của hắn trông ra sao? Trong mắt đám nhân tộc các người, thế giới này chia ra đen trắng, có tốt có xấu. Nhưng trong mắt của ta không có những thứ ấy. Ta chỉ tò mò là vì sao người này từ trắng chuyển thành đen từ tốt chuyển sang xấu nhanh như vậy hắn ta là một kẻ điên ta có thể cảm giác được tâm cảnh của hắn cực kỳ không ổn định chuyện này không phải là lưỡi tao kia gây ra cho nên ta rất hiếu kỳ suốt cuộc vì sao hắn lại biến thành ra như vậy tâm ma không phải là người sở hữu cũng không hiểu được tư tưởng kỳ quái của nó nhưng nếu có thể giải quyết huống tàng nguyệt nhanh chóng cũng coi là đáng giá huống chỉ đúng như lời tâm ma kia đã nói bây giờ sở hữu cũng không sợ nó sợ trò. Phần lớn lực lượng của tâm ma đều nằm lại trong sườn cốc, với tinh thần lực và nội lực chân hỏa của sở hữu hoàn toàn có thể kiềm hãm được nó. Khi huống tàng nguyệt lại suốt đào chém tới, sở hữu đã truyền lực lượng của tâm ma và vô nhị thiên đào. Một khắc sau, đào chiều chém xuống, va chạm cực mạnh như phát nổ, nhưng ánh mắt huống tàng nguyệt lại lộ vẻ mờ mịt. Nguyệt thịnh thai, đại lương thành, đông tề. Đây là con đường phong nguyệt lớn nhất Đại La Thiên. Lúc này huống tàng nguyệt mới là một tiểu lưu manh 15-16 tuổi. Đi trên đường lấm đà lấm lét nhìn bốn phía xem có con dễ béo nào để ăn trộm không. Hắn là một kẻ cắp. Nói chính xác hơn thì con là kẻ cắp thấp kém nhất. Chỉ dám động phòng người từ bên ngoài đến. Vì sau lưng của hắn không có chỗ dựa. Trộm phải người không chọc nổi sẽ bị đánh cho quẻ chân. Hơn đến lúc này hắn không tên là huống tàng nguyệt mà là huống tiểu nhị. Hắn không biết mình tên là gì. Chỉ biết trước khi bị cha mẹ vứt bỏ, hắn họ huống đã làm tiểu nhị trong quán trà một thời gian, cho nên đây đã trở thành tên của hắn. Huống tăng Nguyệt cãi đầu, không biết vì sao hôm nay hắn không sốc nổi tinh thần, nhưng cũng không sao. Hôm nay mục tiêu ăn trộm một lượng bạc đã hoàn thành. Rón rén đi tới cửa sau của hỏe hoa lâu, thành lầu lớn nhất Nguyệt Thịnh Nhai. Huống tàng Nguyệt huyết sao hai tiếng, bắt chương tiếng chìm ngói nhưng cả đường ngay vẫn không có động tĩnh gì. Huống Tàng Nguyệt buồn bực. Có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, cửa xong mở ra. Một cô gái tướng mạo thành tú động lòng người. tuổi tác không khác Huống Tàng Nguyệt bao nhiêu xuất hiện trước mặt hắn. Thấy cô gái này, Huống Tàng Nguyệt lập tức vui vẻ ra mặt. Tiểu Hồng, sau giờ nàng mới mở cửa? Hôm nay ta trộm được ba lượng bạc đấy. Nàng yên tâm, thêm một năm nữa thôi là ta có thể giúp nàng chuộc thân rồi. Huống Tàng Nguyệt lòng đầy vui vẻ mà không chú ý tới thần sắc như muốn khóc của tiểu hồng. Đúng lúc này, một đôi tay đột nhiên bóp lấy cổ hắn, Quăng hắn vào vách tường. Trên đầu của huống tàng nguyệt đã chảy máu. Dành con, con dám tới cưa cầm người của bà đây, chán sống rồi sao? Một tu bà đang trang điểm lòe đoẹt, vóc dáng cổng kềnh đứng sau cửa, nhìn một gã cao to sách huống tàng nguyệt lên khinh thường nói. Một tên trộm hạ lưu cửu lưu, không sỏi xuống nước xem mình là cái thá gì mà dám tới hỏe hoa lâu của người, lừa người còn cóc kẻ mà người có mất cả đời cũng không ăn được thịt thiên nga đâu. Tiểu Hồng sắp xuất các, trịnh đại quan đã chia cho ta một ngàn lượng bạc. May là người còn chưa làm hỏng thân thể của Tiểu Hồng, không thì ai đền tiền cho bà này đây? Lúc này một người trung niên mặc áo gấm, to béo như heo đi tới, kéo Tiểu Hồng lại gần. Bất chấp tiếng là hét trói tai của Tiểu Hồng, vừa hôn hít, vừa cười hà hà. <cười> vâng mà mà nói gì thế? Trịnh bố là người coi trọng chữ tín nhất nó một ngàn lượng là một ngàn lượng. Cùng lắm thì bảo Tiểu Hồng theo ta vài đêm đã được. Ta không kén ăn đâu. Buông nàng ra. Người buông nàng ra. Huống tàng nguyệt giãi rụa trong tay của đại hán kia. Nhưng hắn còn nhỏ tuổi. Làm sao tránh khỏi tay gã bảo tiêu thành lâu to khỏe kia. Vương bà mà, mà khinh thường nói. Ý già Đánh một trận rồi ném ra ngoài. Nhất là đừng có đánh chết nó. Dính tới mạng người. Lại phải hối lộ cho đám quan phủ đấy. Nửa khắc sau. Uống tàng nguyệt bị người ta đánh thoi thóp, ném trên đường cái. So với vết thường trên người, trong lòng hắn còn đau đớn hơn. Vì sao mình không có tiền? Vì sao mình không có sức mạnh? Vì sao? Và vì sao? Lúc này, một tiếng bước chân vang lên. Uống tàng nguyệt có nhọc ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy một đôi giày tím mạ vàng vẽ rồng cực kỳ lộng lẫy. Người không cảm tâm lắm mà. Người muốn có lực lượng không? Muốn, muốn. Uống tàng nguyệt muốn nói rất nhiều lời, nhưng cuối cùng chỉ gằn trong một chữ từ kẻ răng được người kia cũng chỉ trả lời huống tàng nguyệt đúng một chữ từ đó trở đi huống tàng nguyệt được đưa vào thiên môn hắn tu hành điên cuồng không có bằng hữu không có huỳnh đệ chỉ có cạnh tranh và giết chóc tàn khốc hắn không có thiên phú tiềm lực của hắn không bằng lầm thường lòng thậm chí không bằng la thần quân hắn chỉ có một ưu thế đó là dám liều mạng người khác đang tù luyện hắn lại đang liều mạng hắn biết dùng hợp tàng nguyệt đao sẽ có trăm hại mà chỉ có một lợi nhưng vì một lợi này hắn vẫn cố gắng đảm cho nên người mạnh hơn hắn chết trong bí cảnh của thiên môn hắn lại trở thành thần tướng của thiên môn khi hắn có được tất cả những gì mình muốn hắn trở lại đại đương thành trở lại nguyệt thịnh nhai năm xưa giết chết những người đã từng sỉ nhục hắn cho dù có kẻ đã chết già hắn cũng trả tay tàn sát cửu tộc của đối phương hắn gặp được tiểu hồng nhưng tiểu hồng năm xưa đã chết Người sống là bà chủ mới của khỏe hoa lâu, Hồng Ma Ma. Tiểu Hồng năm xưa bị người khác bắt phải bán mình, lại thành kẻ bắt người khác phải bán mình tiếp. Huống Tàng Việt giết chết nàng, hắn không thể chịu được chuyện người mình yêu năm xưa biến thành một người như vậy. Nhưng trước khi chết, Tiểu Hồng thấy gương mặt mơ hồ mà Huống Tàng Nguyệt cố ý che giấu, mỉm cười, tốt lên bốn chữ, tiểu nhị ca ca. Không, Huống Tàng Nguyệt cầm lên một tiếng, chỉ trong trước mắt toàn bộ con phố đều bị hủy diệt thậm chí kinh động tới hoàng tộc đông tề trong khoảnh khắc đó trái tim của hắn như đã chết đau đớn kịch liệt hắn cúi đầu nhìn lại không biết từ lúc nào trên ngực đã cắm một thanh trường đao nguyệt thịnh nhài biến mất thứ xuất hiện trước mặt hắn chỉ có một màu máu tươi một cái đầu khác của thanh đao đang trong tay sở hưu y lạnh nhạt nói người rất đáng thương từ khi người giết cô ta uống tiểu nhị đã chết Người còn sống chỉ là một gã điên, một gã điên tên huống tà nguyệt. Người sống đau đớn như vậy, ta giết người cũng đã giải thoát cho người đấy. Trường đao được rút ra, sinh cơ trên người huống tà nguyệt lập tức biến mất. Nhưng khoảnh khắc này, cương mặt của hắn không có hận thù, chỉ có vẻ giải thoát. Tiểu Hồng, ta tới tìm nàng đây. Tầm mà kia nói rất đúng, không có một ai trời sinh đã là một kẻ điên, cũng không có trời sinh là kẻ nhân hành người tốt. Sở hữu, chứng kiến tất cả mọi chuyện mà huống tàng nguyệt trải qua trong ảo cảnh kia. Đối với loại tâm ma có thể dưỡng lên ảo ảnh mê hoặc cả cường giả tiên địa thông huyền, mê hoặc loại người có sơ hở lớn trong tâm cảnh như huống tàng nguyệt là chuyện cực kỳ đơn giản. Thậm chí bất cứ thay đổi nào trong nội tâm của hắn cũng không thể lừa được tâm ma và sở hưu. Cho nên sở hưu mới nói huống tàng nguyệt rất đáng thương. Nhưng thế nhân đều khổ, sinh ra trên thế gian này có ai không đáng thương chứ? có ai không đáng đồng tình chứ? Trong lòng sở hưu đã cứng rắn như sắt đá, đáng thường cũng giết, đồng tình thì cũng giết. Nhưng lúc này, mọi người ở đây thấy sở hưu xuất đao, đầm chết huống tàng quyệt, anh ấy đều sửng sốt, kể cả lâm thường lòng cũng vậy. Lục trường, hắn không ra tay, không phải là không muốn cứu huống tàng quyệt, mà đang nghĩ cách, rốt cuộc mình phải làm thế nào mới kéo được tên huống tàng quyệt này lại, không để hắn chui đầu vào chỗ chết nữa. Cùng là thần tướng của thiên môn, Lâm thường lòng biết thực lực của huống tàng nguyệt. Khi vận dụng tàng nguyệt đao, ít nhất huống tàng nguyệt có thể chống cự một thời gian. Nhưng ai mà ngờ, huống tàng nguyệt lại bị sở hưu đầm chết dễ dàng như vậy. Đao này thật quá khó hiểu. Ảo ảnh mà tâm ma dựng lên có thời gian rất dài. Dài tới mức huống tàng nguyệt có thể nhớ lại thời gian đau xót nhất của bản thân. Nhưng ở bên ngoài thì chỉ là một chớp mắt. Trong nháy mắt này, phòng ngự tâm cảnh của huống tàng nguyệt thất thủ, không hề chống cự để sở hưu đầm chết. Lâm Thường Long chỉ vào sở hưu, ánh mắt đầy phẫn nộ và không thể tin nổi. Tên sở hưu kia, y còn to gan giết chết thần tướng của thiên bôn ư. Nhưng Lâm Thường Long không phải loại ngu ngốc tới mức lập tức tới báo thù sở hưu. Thực lực của hắn mạnh hơn huống tàng nguyệt bình thường, nhưng không mạnh hơn lúc huống tàng nguyệt nổi điên, vận dụng tàng nguyệt đao. Huống tàng nguyệt trong trạng thái này còn bị sở hưu giết chết. Trước mặt hắn chỉ có thể quay lại thiên môn báo cáo cho môn chủ rồi tính. Thầy lầm thường lòng bỏ trốn, sở hưu cũng không truy đuổi theo. Chuyện trước mắt còn quan trọng hơn, lầm thường lòng rất nhiều. Còn về thù hận giữa y và thiên môn, diệt lầm thường lòng cũng không giải quyết được. Ở đây còn bao nhiêu người chứng kiến chuyện này? Sở hưu nắm lấy thanh tàng quyệt đao. Trên tàng quyệt đao lập tức truyền lại cảm xúc kháng cự. Thậm chí một luồng sát ý cuồng loạn không ngừng ảnh hưởng tới sở hưu. Thành đào này đúng là ma binh trong ma binh hết sức cường đại, nhưng khi linh lại muốn lấn át chủ nhân, ảnh hưởng tới người sử dụng. Cho dù là sở hữu hiện tại, cũng không thể kiểm chế nó, cho nên sở hữu trực tiếp ném nó vào hộp báo không gian. Nhưng lúc này, không ai chú ý trên thi thể huống tà nguyệt có một vệt sáng lấp lóe. Cùng lúc đó, ở thiên bồn trên tây côn luân xa xôi, trong đại điện u ám, chín ánh đèn hình trồng kỳ dị, đột nhiên có một chiếc vụt tắt. Một khắc sau, một nam tử áo đen tóc đỏ xuất hiện trong đại điện, nhìn chăm chăm vào ngọn đèn rồi đột nhiên nói, huấn tả nguyệt đã chết. Nam tử áo đen tóc đỏ này chính là quân vô thần, môn chủ của thiền môn. Nhưng sau khi biết tin huống tả nguyệt đã chết, hắn không có vẻ đau thương nào, cũng không hề phẫn nộ. Câu nói đó chỉ như trần thoại thôi. Lúc này trong đại điện lại có một thân hình xuất hiện, đó là một lão già mặc áo gấm theo hoa văn rộng. Dưới chân là một đôi giày tử kim mạ vàng, với họa tiết rồng cực kỳ lộng lẫy. thân hình của hắn cao lớn, uy mãnh, mũi sử tử, mắt hổ, chỉ đứng đó nhưng cũng khiến cho người ta có cảm giác không giận mạ uy. Huống tàng nguyệt đã chết ư, ai dám giết thần tướng Thiên bồn ta. Tiếng nói của lão giả kia như tiếng sấm đổ khiến toàn bộ gian đại điện rung chuyển. Quần vô thần mặt không biểu cảm nói, thần tướng thiền bồn cũng là người, trên giang hồ có rất nhiều người dám giết thần tướng Thiên bồn cũng có năng lực giết thần tướng thiên môn ta lão già kia hư lạnh nói môn chủ cứ yên tâm tạm thời tìm kiếm người thay thế vị trí của hắn ta ba tháng không khoảng hai tháng thôi là ta sẽ mang đầu kẻ đó về quân vô thần lắc đầu nói không cần đâu ta sẽ tự đi mở càn khôn vô cực trận trực tiếp dịch chuyển ta tới bên cạnh huống tà nguyệt chắc kẻ đó còn chưa rời đi đâu trên giang hồ này có rất nhiều người có năng lực giết chết thần tướng thiên môn nhưng sau khi giết chết thần tướng tiên môn, có mấy ai còn sống chứ? Lão giả kia kinh ngạc nói, nhưng thưa môn chủ, một khi sử dụng càn khôn vô cực trận sẽ ảnh hưởng tới phong ấn, hay là để ta đi đi, chút chuyện nhỏ này không đến mức để môn chủ hào tâm tổn sức. Ây da, chỉ tiếc cho huống tàng nguyệt thôi, lúc đầu hắn là người ta coi trọng nhất. Đáng tiếc là tâm cảnh của hắn đã thất thủ, hủy diệt chính bản thân mình. Cho dù hắn không bị người khác giết, đợi tới lần sắp xếp thứ hạng thần tướng tiếp theo hắn còn đổi điền lần nữa thì không thể bảo vệ chức vị của mình quân vô thần không đồng ý cũng không phản bác chỉ nhìn lão giả kia một lần lặp lại lần nữa mở càn khôn vô cực trận lão giả kia há miệng không nói một câu chỉ thở dài thực hiện hàng loạt động tác phức tạp một khắc sau một luồng chấn động cường đại trực tiếp lan vào trong đại thiện hư không bị xé rách xuất hiện một lỗ hổng màu đen nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay đừng quên để lại một like một đăng ký kênh ủng hộ tuấn anh nhé xin chân thành cảm ơn